Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025, thị xã Mỹ Hào đang tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số bất cập trong quy hoạch và triển khai xây dựng phát triển đô thị này. Phố Nguyễn Lân là tuyến phố chính chạy qua trụ sở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, vẫn nhỏ do quy hoạch và xây dựng từ trước đó khi thị xã vẫn chỉ là huyện, tức là đô thị loại 5. Tuy nhiên, tại tuyến phố này, khi chuẩn bị được công nhận là đô thị loại 4 lên thị xã giai đoạn 2018-2019, dự án xây dựng tòa nhà để kinh doanh của một doanh nghiệp lại được các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân thị xã duyệt cho vỉa hè quá nhỏ. Đường đã hẹp nhưng vỉa hè chỉ rộng có hơn 1 mét, diện tích để trồng cây xanh và cột điện chiếu sáng đã chiếm gần hết vỉa hè. Vỉa hè hơi hẹp một chút, khách cứ để xe thì nó hơi bất tiện. Bên cạnh một số tuyến đường, tuyến phố của thị xã xây dựng quá nhỏ, thì tỷ lệ nước thải đô thị cơ bản vẫn chưa được xử lý. Đây đang là những tồn tại ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân thị xã, nhất là khi mà dân số cư học tại đây đang tăng lên. Một số cái đường nhỏ hẹp và hành lang vỉa hè thì quá bé, thì hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ dân cư trên địa bàn các tổ dân phố thì hầu như không có. Kiến nghị đề xuất trong thời gian tới xây dựng hệ thống chung cư mới thì nên mở rộng cái hành lang vỉa hè và mở rộng tuyến đường giao thông, đồng thời là làm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhân dân để đảm bảo cái quy hoạch đô thị. Theo đánh giá của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, để đạt đô thị loại 3 vào năm 2025, thị xã Mỹ Hào vẫn còn có một số tiêu chuẩn thuộc ba nhóm tiêu chí chưa đạt như tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị, mật độ đường trong đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, nhà tang lễ và đất cây xanh toàn đô thị. Những nội dung này đang được Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào tập trung nguồn lực bố trí quỹ đất để từng bước khắc phục trong năm nay và năm 2025. Thị xã đang tổ chức lập cái quy hoạch phân khu, các cái phân khu chức năng trên địa bàn thị xã. Thì trên cái cơ sở cái dân số hiện trạng thì thị xã đã bố trí các cái khu đất công cộng như cây xanh và bãi đỗ xe để quy hoạch các cái khu cây xanh cho nhân dân trên địa bàn thị xã. Thì đối với cái mục tiêu mà nâng cao cái tỷ lệ cây xanh đô thị thì chúng tôi đã phối hợp với các cái phòng ngành có liên quan để tích cực tham mưu Ủy ban thị xã để nâng cao cái tiêu chí cây xanh, như là tham mưu trong cái việc bố trí nguồn lực và quỹ đất từng bước xây dựng các cái công viên cây xanh